Trần Dụ Châu vơ vét tài sản kháng chiến và kết cục bi thảm bị Hồ Chủ tịch y án tử hình. Vụ án Trần Dụ Châu là vụ án tham nhũng nổi tiếng đưa ra xét xử ngày 5 tháng 9 năm 1950 là bản án tử hình vì tội tham nhũng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vụ án này bị phơi bày bởi một bức thư của đại biểu Quốc hội, nhà thơ Đoàn Phú Tứ gửi tới Hồ Chủ tịch. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Nhân dân được hưởng nền độc lập chưa bao lâu thì thực dân Pháp quay trở lại lăm le cướp nước ta một lần nữa. Chính quyền cách mạng non trẻ cùng quân đội và nhân dân tạm rời thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc. Biết bao nhiêu khó khăn thiếu thốn đến với chính quyền và quân đội trong khoảng thời gian này, trong khi Pháp tăng cường lực lượng. Từ năm 1946 đến đầu năm 1950, thế lực của ta là cầm cự và phòng ngự. Đây là giai đoạn quân đội thiếu lương thực, thuốc men, đạn dược. Chính trong giai đoạn nóng bỏng này, trong quân đội ta lại xuất hiện những sĩ quan biến chất, tham nhũng, sống phè phỡn xa hoa, trong khi những người lính ngoài mặt trận phải ăn đói, mặc rách, những chiến sĩ bị thương thiếu cả thuốc men chữa trị. Một số quan chức có chức có quyền ấy đã bị đưa ra trước vành móng ngựa. Trần Dụ Châu, sinh năm 1906 tại Nghệ An. Năm 1930, làm thư ký cho Tòa Sứ Pháp, viết bài cho báo Thanh Nghệ Tĩnh. Năm 1932, Châu làm nhân viên hỏa sa. Đến năm 1945, làm kế toán quận Hòa Sa Bắc Kỳ, nhờ quan hệ và khôn khéo trong công việc, Châu trở nên giàu có và cũng đã hiến phần lớn tài sản của mình cho cách mạng. Năm 1945, Châu được chính quyền cách mạng giao tập hợp cả ngàn tấn gạo, muối từ Hà Đông đưa lên chiến khu Việt Bắc phục vụ quân đội năm 1946, nhờ quá trình làm tốt việc cung cấp lương thực, quân trang cho bộ đội, nên Châu được phong quân hàm, đại tá, giữ chức giám đốc nhà quân nhu, có nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất quân trang, được giữ trong tay rất nhiều tiền bạc. Chính vì có chức, có quyền, có tiền nhưng lại thiếu tự kiềm chế, nên Trần Dụ Châu xa vào hưởng lạc, chiếm dụng tiền công bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhận tiền biếu xén, nâng đỡ, bao che cho các thuộc hạ khi có sai phạm. Điển hình, Châu đã nâng đỡ, dìu dắt Lê Sĩ Cửu, đồng hương miền Trung vào nha quân nhu để Cửu trở thành tay chân đắc lực của Châu. Cửu đã chiếm đoạt hàng chục vạn đồng nhờ nâng khống giá mua vải và bóc tách giá vận chuyển, giá phụ liệu may mặc, mà khi các nhà buôn cung cấp cho họ đã tính giá trọn gói. Cửu còn cấp con dấu giả nha quân nhu cho bọn buôn lậu qua mặt cơ quan chức năng. Cửu cũng đã hối lộ cho Châu hàng chục vạn đồng và nhiều tài sản có giá trị trong thời gian dài chính vì sự bớt xén cho nên các mặt hàng phục vụ chiến sĩ đều bị rút ruột như màn không có đủ chiều cao như quy định, áo chấn thủ ít bông hơn, chăn đắp bị giảm bông độn vào thứ khác. Ngoài các khoản nhận hối lộ, biếu tặng, cống nộp, Châu lấy cắp công quỹ 57.959 đồng Việt Nam, các tài sản khác trị giá 143.900 đồng Việt Nam. Châu còn tuyển người, thải người theo sở thích cá nhân, vung tiền bao gái khi có lời sầm xì về lối sống của châu thì châu đã nhờ một nhân viên viết thư gửi đại tướng tổng tư lệnh báo cáo rằng trong nhà quân nhu có một tổ chức gây chia rẽ và phá hoại quân đội ta rõ ràng châu đã dàn mặt người có ý định tố cáo và mượn tay kẻ xấu viết bức thư hoàn toàn không có sự thật để che đậy sự xấu xa và thanh toán đồng đội đó là tâm địa hiểm độc của châu có điều cái xấu không thể che đậy được mãi cho đến khi châu đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới của lê sĩ cửu một đám cưới sang trọng mang phong cách quý tộc của châu âu không gian cưới lung linh bởi cả trăm ngọn nến cỗ bàn toàn những thứ cao sang từ thực phẩm đến đồ uống đồ hút đến những thứ nổi tiếng của cả ta và tây cặp uyên ương trong trang phục sang trọng như giới thượng lưu có cả ban nhạc sống nổi tiếng về phục vụ đám cưới được tổ chức trên vùng đất việt bắc nơi người dân còn quá nghèo và lạc hậu nơi người lính đang thiếu thốn chăm bề nhà thơ đoàn phú tứ đại biểu Quốc hội khóa 1, làm việc trong tòa soạn tạp chí văn nghệ là khách mời của đám cưới. Khi ông cùng đoàn nhà văn vừa đi thăm và úy lão các đơn vị bộ đội đánh giặc trở về, tận mắt thấy các chiến sĩ bị thương mà thiếu thuốc men, bông băng và hầu hết họ đều rách dưới, võ vàng, đói khát, chỉ còn mắt với răng, trong khi mùa đông năm đó băng giá. Đoàn Phú Tứ được Trần Dụ Châu mời đọc thơ chúc mừng đám cưới. Ông đã đứng lên, nói to, bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của chiến sĩ. Rồi ông đã bỏ đám cưới mà ra về và sau đó viết một bức thư gửi Hồ Chủ tịch tố cáo vụ việc. Một đêm hè năm 1950 tại chiến khu Việt Bắc, Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó Bí Thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Quân đội được mời lên Phủ Chủ tịch. Gặp ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho ông lá thư. Đây là bức thư của một nhà thơ gửi lên cho bác Bác đã đọc kỹ lá thư này và rất đau lòng. Sau đó, bác giao nhiệm vụ cho thiếu tướng Khẩn Trương điều tra vụ việc. Thiếu tướng Trần Tử Bình mở thư, người gửi thư là nhà thơ Đoàn Phú Tứ, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. Thiếu tướng Phó Tổng Thanh tra quân đội đọc chậm từng dòng, từng chữ. Nhà thơ đã khóc nấc lên khi thấy các chiến sĩ bị thương, thiếu thuốc men, bông băng và hầu hết các chiến sĩ đều rách dưới, võ vàng, đói rét. Chỉ còn mắt với răng mà mùa đông thời tiết chiến khu lạnh tới mức nước đóng băng. Đặc biệt, trong thư, nhà thơ kể trước đó đã được Trần Dụ Châu mời dự tiệc cưới của Lê Sĩ Cửu tổ chức ngay trong chiến khu. Trên những dãy bàn, dài tít tắp, xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, nấm hương, giò trà, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng. Hoa Ngọc Hà dưới Hà Nội cũng đã kịp đưa lên. Ban nhạc cảnh thân được mời từ khu 3 lên tấu nhạc réo rắt. Tại đó, Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá choáng lộn, cưỡi ngựa đến dự đám cưới ngay hôm sau nhận được thư tố cáo chủ tịch hồ chí minh đã chỉ đạo ban thanh tra chính phủ ban kiểm tra trung ương cục tổng thanh tra quân đội thành lập ngay đoàn thanh tra để làm rõ đoàn thanh tra do thiếu tướng trần tử bình phó tổng thanh tra quân đội làm trưởng đoàn đoàn đã tiến hành điều tra xét hỏi gặp gỡ nhiều nhân chứng nghiên cứu tài liệu để thu thập chứng cứ đối tượng là một cán bộ cao cấp có cương vị và đang giữ trọng trách trong quân đội lại lắm thủ đoạn khôn khéo biết che đậy nên đoàn thanh tra phải làm việc hết sức thận trọng sau gần 2 tháng thanh tra điều tra, đoàn thanh tra đã có những chứng cứ đầy đủ về tội trạng của Trần Dụ Châu, Lê Sĩ Cửu và đồng bọn. Một số tội trạng của Trần Dụ Châu, đoàn thanh tra đã kết luận như biển thủ 57.950 đồng bạc Việt Nam và 449 đô la Mỹ, 28 tấm lụa xanh, nhận hối lộ 20 vạn đồng của Lê Sĩ Cửu, bán một số súng lục lấy tiền ăn chơi, giam giữ công nhân quân giới trái phép. Một số tội trạng của Lê Sĩ Cửu gồm biển thủ 1.500 tấm vải nội hóa trị giá 700.000 đồng, tham ô 40.000 đồng, lấy 560.000 tính tăng vào giá vải mua cho bộ đội và 1.155 tấm vải trị giá 660.000 đồng, ăn hối lộ của bọn buôn vải và hối lộ Trần Dụ Châu, giả mạo con dấu của nhà quân nhu để cấp giấy tờ cho bọn buôn lậu. Đoàn thanh tra đã báo cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về tội trạng của Trần Dụ Châu và đồng bọn ngày 5 tháng 9 năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên, Tòa án binh tối cao mở phiên tòa đặc biệt xử vụ Trần Dụ Châu. Thiếu tướng Chu Văn Tấn ngồi trên ghế tranh án. Thiếu tướng Trần Tử Bình, đại diện chính phủ, ngồi ghế công cáo viên. Chưa đến giờ khai mạc, nhưng trong và ngoài đã chợt ních. Tại cửa có căng khẩu hiệu, nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội. Trong phòng xử án treo hai khẩu hiệu, quân pháp vô thân và trừng trị để giáo huấn đúng 8 giờ, đại diện chính phủ, quân đội, tòa án binh tối cao có mặt. Thiếu tướng Chu Văn Tấn ngồi ghế tranh án cùng hai hội thẩm viên Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Tư pháp Liên khu Việt Bắc và Trần Tấn, Cục phó Cục Quân Nhu. Thiếu tướng Trần Tử Bình, đại diện chính phủ ngồi ghế công cáo ủy viên. Tới dự còn có ông Nguyễn Khang, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu Việt Bắc, Võ Dương, Liên khu Hội trưởng Liên khu Việt Bắc. Đỗ Xuân Dung, Giám đốc Công chính Liên khu Việt Bắc bác sĩ Vũ Văn Cẩn cùng đại biểu quân đội, đại diện các đoàn thể nhân dân và các nhà báo. Tiếng gọi các bị cáo vang trong phòng họp, bị cáo Lê Sĩ Cửu vắng mặt vì ốm nặng. Thiếu tướng tranh án hỏi các bị cáo, Trần Dụ Châu bước ra vành móng ngựa, nói nhiều về công lao với cách mạng và đổ cho lính làm bệnh, mình không kiểm soát được. Trước chứng cứ rành rành, công cáo ủy viên Trần Tử Bình đứng lên đọc bản cáo trạng. Thưa tòa, thưa quý vị, trong tình thế gấp rút chuẩn bị tổng phản công mọi người đang nai lưng buộc bụng tích cực phục vụ kháng chiến trước tiền tuyến quân đội ta đang hy sinh để đánh trận căn bản mở màn cho chiến dịch mới thì tôi thiết tưởng mà cũng là yêu cầu tòa dùng những luật hình sẵn có để xử trần dụ châu và theo chỉ thị văn bản của vị cha già dân tộc là cán bộ cần phải cần kiệm liêm chính việc phạm pháp của Trần Dũ Châu xảy ra trong không gian là Việt Bắc, nơi thai ngén nền độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã làm vần đục thủ đô kháng chiến. Để đề nợ cho quân đội, để làm tấm gương cho cán bộ và nhân dân, để cảnh tỉnh những kẻ đang miệt mài nghĩ đến những phương kế xoay tiền của chính phủ, những lũ bày ra mưu nọ kế kia lừa trên bịp dưới, để trừ hết bọn mọt quỹ tham ô, dâm đảng, để làm bài học cho những ai đang trục lợi kháng chiến, đang cậy quyền, cậy thế để lòe bịp nhân dân. Bản án mà tòa sắp tuyên bố đây là một bài học đạo đức cách mạng cho mọi người. Nó sẽ làm cho lòng căm phẫn của nhân dân được thỏa mãn, làm cho nhân dân ta thêm tin tưởng, nỗ lực hy sinh cho cuộc toàn thắng của nước nhà. Tôi đề nghị Trần Dụ Châu tái mặt, cất giọng yếu ớt xin tha tội. Thiếu tướng tranh án tuyên bố, tòa nghỉ 15 phút để nghị án. Khi tòa mở trở lại tiếp tục làm việc. Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc công lệnh của đại tướng tổng tư lệnh, Tước quân hàm đại tá của Trần Dụ Châu sau đó, Thiếu tướng tránh án đứng lên tuyên bố. Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, tử hình, tịch thu 3 phần tư tài sản. Lê Sĩ Cửu can tội biển thủ công quỹ, thông đồng với bọn buôn bán lậu, giả mạo giấy tờ, tử hình vắng mặt. Hai chiến sĩ công an dẫn Châu rời nơi xử án trở về nhà giam. Theo luật, án tử hình được quyền đệ đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm. Nếu Chủ tịch nước cho ân giảm, không bị đưa ra xử tử thì sẽ đưa về tù trung thân. Khi tòa án binh tối cao tuyên án, Thiếu tướng Chu Văn Tấn hỏi, có xin ân giảm không thì Trần Dụ Châu nói có. Khi làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục cung cấp xét lá đơn của từ tù, bác chỉ cho đồng chí Ninh cây xoan đang héo lá, uống ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa, Thế theo chú, muốn cứu cây thì ta phải làm gì? Dạ thưa bác, phải bắt, giết hết những con sâu đó đi. Bác gật đầu, nói, chú nói đúng. Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo. Hồ Chủ tịch đã bác đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu. Đúng 6 giờ chiều hôm sau, Trần Dụ Châu được đưa ra trường bắn trước sự có mặt của đại diện Bộ Tư pháp, nhà công an, cục quân nhu và một số cơ quan. Báo Cứu Quốc ra ngày 27 tháng 9 năm 1950 đã đăng bài xã luận viết về vụ việc này một cách công khai để nhân dân biết. Vụ án đã cho chính phủ, đoàn thể, đảng nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng giáo dục và kiểm soát cán bộ để phục vụ tốt cho kháng chiến kiến quốc, mặc dù có người e ngại vì nếu công khai, vụ án này sẽ làm cho dân chúng chê trách, kẻ địch lợi dụng để phản tuyên truyền, lợi ích hại nhiều. Tuy nhiên, việc thanh tra làm rõ tội trạng của Trần Dụ Châu đã củng cố niềm tin vào Đảng và Bắc Hồ. Nhờ vậy, thế của quân đội ta từ cầm cự, phòng ngự đã chuyển sang tổng phản công, đánh thắng địch ở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, làm bàn đạp cho chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 1954, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến. Vụ án Trần Dụ Châu đã lùi vào lịch sử hàng chục năm, nhưng tính thời sự, nghiêm minh pháp luật thì vẫn còn nguyên giá trị. Kết quả của vụ việc này còn cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng thanh tra khi được đặt đúng vị trí với những chức năng quyền hạn rõ ràng. Chuyên mục câu chuyện thời chiến của kênh TV 24h đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên tiếp tục cập nhật kênh của chúng tôi để biết thêm những câu chuyện lịch sử hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.